Chào mừng các em đến với kênh học trực tuyến môn lịch sử lớp 7. Tiết này chúng ta sẽ tiếp tục học bài 3. Bài số 3 của chúng ta có nội dung cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kỳ trung đại ở châu Âu. Trong bài 3, như ngay từ tiêu đề bài có xác định đó là cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến. Vậy thì cuộc đấu tranh này là những cuộc đấu tranh nào? Hai nội dung trong bài đã tương ứng với hai cuộc đấu tranh mà giai cấp tư sản đã tiến hành chống lại phong kiến ở thời hậu kỳ trung đại. Một, đó là phong trào văn hóa phục hưng thế kỷ 14, 17. Và cuộc đấu tranh thứ hai chính là phong trào cải cách tôn giáo. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu từng nội dung của bài, cũng chính là từng cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản đã chống lại phong kiến ở thời trung đại nhé. Cuộc đấu tranh đầu tiên, phong trào văn hóa phục hưng thế kỷ 14, 17. Thì ở cái cuộc đấu tranh này, tức là trong cái phong trào này, chúng ta sẽ làm rõ ba ý. Một là nguyên nhân, hai là nội dung đấu tranh của phong trào, và ba là kết quả của phong trào này. Và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm văn hóa phục hưng là gì. Ở đây chúng ta thấy có cái từ văn hóa thì có thể hiểu đây là một cái phong trào đấu tranh về văn hóa trong lĩnh vực văn hóa. Vậy thì phục hưng là gì? Phục hưng có nghĩa là phục hưng lại những cái giá trị của nền văn hóa cổ đại Hy Lạp và Roma. Giai cấp tư sản họ muốn khôi phục lại, khôi phục lại những cái thành tựu của nền văn hóa cổ đại Hy Lạp và Roma, rồi để từ đó sẽ hướng tới xây dựng một cái nền văn hóa mới của giai cấp tư sản. Vậy nguyên nhân nào mà giai cấp tư sản phải tiến hành đấu tranh để chống lại chế độ phong kiến? Ở cuối bài 2 chúng ta đã học khi quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành cũng là lúc xã hội xuất hiện hai giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Và chúng ta có phân tích về điều kiện vị trí của mỗi giai cấp. Giai cấp tư sản thì giàu có, làm chủ các nhà máy, trang trại, đồn điền, có nghĩa là họ rất giàu và sở hữu nhiều tư liệu sản xuất trong tay, sở hữu nhiều tài sản trong tay. Còn giai cấp vô sản là những người nghèo khổ lao động và được trả tiền lương khi làm việc trong các nhà máy, trang trại, đồn điền của tư sản. Tức là vô sản là cái lực lượng lao động làm thuê cho giai cấp tư sản. Thì trong bài này chúng ta chỉ chú ý đến giai cấp tư sản thôi. Khi hình thành thì chúng ta thấy là giai cấp tư sản đã có thế lực rất lớn về kinh tế. Tuy nhiên, giai cấp tư sản tuy là giàu có, nắm thế lực về kinh tế nhưng lại không có quyền hành và không có địa vị xã hội. Vậy ai là người nắm quyền hành, ai có địa vị xã hội? Chính là chế độ phong kiến. Giai cấp phong kiến nắm quyền hành. Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có quyền hành gì trong xã hội hết, không có địa vị, chức vụ, chức tước trong xã hội, và họ luôn bị phong kiến kìm hãm, cản trở cái sự phát triển kinh tế tư bản của mình, cho nên đã đấu tranh để chống lại chế độ phong kiến. Mà chúng ta ghi cái nội dung bài học. Nguyên nhân của phong trào văn hóa phục hưng ở thế kỷ 14, 17 đó là do giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị về xã hội nên đấu tranh chống lại chế độ phong kiến. Tôi mời các em ghi bài.
Sau khi ghi xong nội dung bài học vào tập thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý thứ hai là nội dung đấu tranh của phong trào văn hóa phục hưng nhé. Nơi khởi nguồn bắt đầu phong trào văn hóa phục hưng chính là nước Ý, tức là quốc gia Roma cũ. Rồi từ nước Ý lan nhanh chóng sang các nước Tây Âu khác và trở thành một cái trào lưu rộng lớn. Thì tại sao giai cấp tư bản lại chọn văn hóa để làm sự mở đường cho cuộc đấu tranh chống phong kiến? Là bởi vì những giá trị của nền văn hóa cổ đại Roma có sự ảnh hưởng rất lớn với nhân dân, để góp phần tác động tập hợp được đông đảo nhân dân chống lại phong kiến. Và chúng ta có những nhà văn hóa, những nhà khoa học, thiên tài ở thời phục hưng mà họ được gọi là những người khổng lồ, như là Philippe Rabelais, nhà văn, nhà y học, René Descartes, nhà toán học, nhà triết học, hay Leonardo da Vinci, họa sĩ, kỹ sư, Nikolai Kopernik, nhà thiên văn học, và William Shakespeare, nhà soạn kịch vĩ đại nổi tiếng. Họ đã đấu tranh bằng cách nào để chống lại phong kiến? Họ phải đấu tranh bằng các tác phẩm của mình. Ví dụ như trên màn hình các em nhìn thấy bức tranh là Madonna bên cửa sổ của nhà danh họa Leonardo da Vinci. Thì bức tranh này vẽ nàng Madonna bên cửa sổ là với đứa trẻ. Thì chúng ta thấy là bức tranh này, cái ý nghĩa của nó là ca ngợi tình mẫu tử. Và nhân vật chính của bức tranh chính là Madonna, tức là ca ngợi vẻ đẹp của con người. Khác với trước đây, trong lĩnh vực văn hóa thường là ca ngợi thần thánh, ca ngợi Đức Chúa Trời. Thì bây giờ chúng ta thấy là các tác phẩm của những nhà văn hóa thời phục hưng, họ ca ngợi con người. Trung tâm của tác phẩm của mình là con người, là vẻ đẹp của con người. Rồi, với nhà thiên văn học người Ba Lan Kopernik, sinh năm 1473 và mất năm 1543, thì chúng ta thấy lại là một cuộc đấu tranh về khoa học, lĩnh vực khoa học. Xưa kia, người ta cứ nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ. Còn mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn vì sao là phải quay xung quanh cái tâm này, tức là quay xung quanh trái đất. Người đầu tiên bác bỏ ý kiến sai lầm đó chính là nhà thiên văn học Kopernik. Năm 1543, Kopernik cho xuất bản một cuốn sách chứng minh rằng chính trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời. Trái đất tự quay quanh trục của nó và quay quanh mặt trời, chứ không phải trái đất là trung tâm và mặt trời chỉ quay xung quanh nó. Và lúc này thì chúng ta thấy cái sách này, cái quan điểm này của Kopernik không được chấp nhận. Và một thế kỷ sau thì cái quan điểm này của ông đã được sự ủng hộ của Galileo với cái câu chuyện nổi tiếng vì sao trái đất vẫn quay. Thì các em có thể tìm một thêm tư liệu để mở rộng kiến thức của mình, để tìm hiểu thêm về cái câu chuyện vì sao trái đất vẫn quay, gắn liền với nhà khoa học Galileo nhé. Ở lĩnh vực văn học thì nhà soạn kịch cũng là nhà văn William Shakespeare với vở kịch nổi tiếng Romeo và Juliet. Vở kịch Romeo và Juliet được viết vào khoảng năm 1594-1595, kể về một mối tình oan trái, vốn là câu chuyện có thật, từng xảy ra ở Ý thời Trung Cổ. Nếu như đã được đọc cái tác phẩm này, cũng như đã được xem cái vở kịch này, thì chúng ta cũng biết là với hai nhân vật chính là Romeo và Juliet, thì tác giả đã ca ngợi tình yêu chân chính của đôi lứa và đồng thời cũng phản ánh những cái sự khắc nghiệt của xã hội lúc bấy giờ đã dẫn đến một cái kết cuộc đau lòng
đó là cái chết cho cả hai nhân vật chính. Về vở kịch này thì các em cũng có thể tìm hiểu thêm ở những cái tài liệu khác. À không, là các em ghi bằng nội dung đấu tranh của phong trào văn hóa phục hưng thế kỷ 14-17, đó là lên án nghiêm khắc giáo hội Kitô. Giáo hội Kitô là cái tổ chức tôn giáo đạo Kitô, tức là đạo Thiên Chúa giáo lúc bấy giờ đó, một cái tổ chức mà có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tinh thần nhân dân lúc bấy giờ, đã phá trật tự xã hội phong kiến, giá trị chân chính của con người được đề cao. Như khi nãy chúng ta vừa phân tích cái bức tranh nàng Madonna bên cửa sổ, hay là vở kịch Romeo và Juliet của William Shakespeare. Nội dung đấu tranh của phong trào văn hóa phục hưng còn là đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ. Thì ở nội dung này đó, để hiểu hơn về thế giới quan duy vật và tại sao nó được đánh giá là tiến bộ, thì chúng ta có thể tìm hiểu về hai cái quan điểm thế giới quan, gồm có là thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm. Thì các em tìm đọc thêm tư liệu để hiểu thế giới quan duy vật là như thế nào, thế giới quan duy tâm là như thế nào, mà do các tư tưởng họ đề cao và hướng tới cái sự xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ hơn thế giới quan duy tâm. Về ý nghĩa thì phong trào văn hóa phục hưng thế kỷ 14, 17 diễn ra ở châu Âu, nó đã phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến, và nó được xem là cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại, mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại. Tôi mời cả nước ghi bàn. Cô tổng hợp lại bài ghi trên một slide để cho lớp dễ theo dõi và dễ ghi chép nhé. Em sẽ ghi cái phần bài học này vào trong tập của mình. Gồm 3 ý: A. Nguyên nhân, B. Nội dung đấu tranh, và C. Là ý nghĩa. À, chúng ta đến với cuộc đấu tranh thứ hai của giai cấp tư sản diễn ra ở thời trung kỳ trung đại, đó là phong trào cải cách tôn giáo. Thì ở cái cuộc đấu tranh thứ hai là phong trào cải cách tôn giáo này, chúng ta cũng tìm hiểu ba ý: A. Nguyên nhân, B. Nội dung đấu tranh, và C. Kết quả. À, rõ ràng đây là một cái cuộc đấu tranh về lĩnh vực tôn giáo, đúng không? Cải cách có nghĩa là muốn thay đổi, muốn cải tổ, muốn thay đổi làm mới hả? À, để bắt đầu vào cái cuộc đấu tranh thứ hai này, cô mời các em đọc sách giáo khoa. Trong suốt hơn 1.000 năm, phong kiến châu Âu đã lấy kinh thánh của đạo Kitô, tức đạo Thiên Chúa, làm cơ sở tư tưởng chính thống của mình và dựa vào giáo hội để thống trị nhân dân về mặt tinh thần. Vì thế, giai cấp tư sản đang trên đà đi lên mạnh mẽ, coi giáo hội là một thế lực cản trở bước tiến của họ. Họ đòi thay đổi và cải cách tổ chức giáo hội đó. Người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo là Martin Luther, sinh năm 1483,
mất năm 1546, một tu sĩ ở Đức. Và như vậy qua cái phần đọc nội dung sách giáo khoa này thì chúng ta hiểu được điều gì? Có nghĩa là Kinh Thánh của đạo Kitô, tức là đạo Thiên Chúa, những nội dung của Kinh Thánh đã được phong kiến châu Âu lấy đó làm nền tảng, làm cơ sở và coi là tư tưởng chính thống của xã hội phong kiến, và dựa vào cái tổ chức giáo hội đó để thống trị nhân dân về mặt tinh thần. Bởi vì các em biết là con người thường có niềm tin về tôn giáo rất là lớn, và họ luôn tin rằng những cái gì mà tôn giáo của mình là nói và làm là đều đúng, đúng không? Họ có một cái niềm tin rất lớn về tôn giáo. Chính vì vậy mà giai cấp tư sản lúc này đang có thế lực mạnh mẽ về kinh tế, nhưng luôn bị xã hội phong kiến và thêm cái tổ chức giáo hội Kitô tìm mọi cách cản trở cái sự phát triển, cản trở cái bước tiến của họ. Cho nên là không chỉ đấu tranh về văn hóa mà họ còn đấu tranh về tôn giáo. Họ muốn cải cách, thay đổi cái tổ chức giáo hội đó à, để có thể tạo cái sự thuận lợi, tạo một cái sự phát triển lớn mạnh cho giai cấp tư bản được tự do phát triển cái nền kinh tế tư bản của mình. Và người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo chính là một tu sĩ ở Đức, Martin Luther. Rồi, vậy à, chúng ta ghi bài cái phần nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo. Nguyên nhân dẫn đến phong trào cải cách tôn giáo chính là phong kiến dựa vào giáo hội để thống trị nhân dân về tinh thần và cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản. Tôi mời các em ghi bài. Đây là nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo. Vậy phong trào cải cách tôn giáo sẽ đấu tranh như thế nào? Chống lại chế độ phong kiến, chống lại cái tổ chức giáo hội Kitô giáo ra sao? À, chúng ta thấy giai cấp tư sản họ đã lên án những cái hành vi tham lam của giáo hoàng. Và giáo hoàng là ai? Giáo hoàng chính là cái người đứng đầu tổ chức giáo hội Kitô đó các em, là người có quyền lực rất lớn, là người đứng đầu. Và những cái gì mà giáo hoàng nêu ra đưa ra là cái tổ chức giáo hội đó phải thi hành theo, thì lúc này đó là giáo hoàng đã cho thực hiện một cái việc làm mà nó gây nên một cái làn sóng phẫn nộ trong nhân dân, đó là cái việc bán thẻ sáng tội. Có nghĩa là trong cái tôn giáo của Kitô giáo đó có một cái nghi thức là người ta sẽ linh tội và được vị linh mục rửa tội, thì giáo hoàng đã đưa ra một cái chủ trương mới, đó là thay vì đến nhà thờ xưng tội và được rửa tội để tìm lại cái sự an yên trong linh hồn cũng như là trong tinh thần, thì giáo hoàng đưa ra là cái việc là chỉ cần mua cái thẻ gọi là thẻ xá tội thì là coi như đã được rửa tội. Thì tất nhiên là cái việc mua bán này là nó có liên quan đến tiền bạc, đúng không? Cho nên là cái chủ trương này của giáo hoàng đã gây nên một cái làn sóng căm phẫn trong tín đồ của Kitô giáo ha. Và nhân cái dịp đó thì giai cấp tư sản đã khởi xướng cái phong trào đấu tranh chống lại Kitô giáo, chống lại giáo hoàng để đòi cải cách tôn giáo, lên án những hành vi tham lam đó của giáo hoàng và chỉ trích phê phán mạnh mẽ những cái sự giả dối trong giáo lý của giáo hội Kitô, và họ đòi quay về với giáo lý Kitô nguyên thủy. Giáo lý Kitô nguyên thủy là gì? Là cái giáo lý lúc ban đầu, thuở ban đầu của đạo Kitô, nó rất là đơn giản, nó rất là đơn giản, hoàn toàn chỉ là để phục vụ cho niềm tin tôn giáo của nhân dân mà thôi, chứ không có phức tạp, không có rườm rà như cái sự bày vẽ sau này của tổ chức giáo hội nữa.
Do đó, giai cấp tư bản họ đấu tranh bằng cách là cải bỏ những cái sự phiền toái, những nghi lễ thủ tục rườm rà đó đi, và phải quay trở về với giáo lý Kitô nguyên thủy. Mà chúng ta các em ghi bài cái phần nội dung đấu tranh của phong trào của các công giáo. Chúng ta tiếp tục đến với phần thứ ba là kết quả. Sau cái cuộc đấu tranh của giai cấp tư bản chống lại giáo hội, chống lại giáo hoàng, đòi bãi bỏ những cái giáo lý rườm rà phức tạp để quay về với giáo lý như thuở ban đầu nguyên thủy, thì cuối cùng là đạo Kitô, tức là Thiên Chúa giáo đó, đã phân chia thành hai giáo phái. Cái giáo phái vẫn giữ như cũ, đó là Kitô giáo, cái cũ cho nên được gọi là cựu giáo, và một giáo phái mới được hình thành sau cái cuộc đấu tranh đòi cải cách này, đó chính là đạo Tin Lành, do là cái tôn giáo mới được phân chia ra từ sau cái cuộc đấu tranh đòi cải cách đó, cho nên là người ta gọi là Tân giáo. Tân có nghĩa là mới, ha, Tân giáo là tôn giáo mới, cựu là cũ, cái tôn giáo cũ được gọi là cựu giáo. Đó là kết quả của phong trào của các tôn giáo. Nhưng mà trả lời như bài. Rồi, cuộc đấu tranh thứ hai của giai cấp tư sản là phong trào cải cách tôn giáo cũng đã khép lại tiết học của chúng ta. Và bây giờ là phần dặn dò của cô để chuẩn bị tiếp tục cho tiết học sau. Với cái bài 3 này thì yêu cầu của cô đặt ra chỉ là các em học bài, học cái nội dung bài ghi mà cô đã hướng dẫn trong cái tiết học vừa rồi, trả lời được các câu hỏi có trong bài 3 của sách giáo khoa về lớp 7. Và cô chúc các em học tập thật tốt, giữ gìn sức khỏe và liên tục theo dõi những cái bài học trên kênh trực tuyến của trường mình nhé. Cô nắm chào các em.